quá đẹp rồi ơi. Ngày sát Mách Long Xuyên mà từ hồi nào giờ không biết, đúng là một sai lầm. Sai lầm quá. Đây thì là chính là cái vườn, không phải vườn mà là làng hoa An Thạnh. Nó thuộc cái xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, Nha Trang, nhưng mà nó lại nằm sát nách Long Xuyên, mặc dù là nó huyện Chợ Mới, ngay bên cái bờ sông Hậu, phía đối diện với cái địa danh nào bên Long Xuyên này, đối diện với bê tông Ly Tâm thì phải. Bên trên cái chợ mà cái sao một tí thôi. Thì hôm nay mình tình cờ cũng là đi công chuyện sang bên cái bờ Hòa Bình chợ mới đó, đi qua cái bến phà, bến đò Cái Dùng nhỉ, đúng rồi. Thì mình phát hiện ra, và lúc này thì là đã gần 12 giờ trưa rồi, nhưng mà vì nó đẹp quá cho nên là buộc lòng mình là phải nán lại để mà quay một ít cảnh để giới thiệu với mọi người. Thì có khả năng là một số người thì chưa biết, giống như mình hôm nay là chỉ là tình cờ thôi. Lúc này thì là đói run chân tay rồi, nhưng mà vì là thương hoa tiếc ngọc cho nên là đói thì đói cũng phải làm một cái clip. Hôm nay thì đã là 22 tháng chạp, ngày mai là cúng ông công ông táo, cho nên là cái số lượng bông hoa ở đây thì đã được các cái thương lái mà chuyển đi tương đối nhiều rồi. Theo như mình thì đây là một cái điểm, cũng là một cái điểm check in rất là tuyệt vời cho những ai mà ở cái khu vực thành phố Long Xuyên, không cần phải đi đâu xa hết, không cần phải là xuống tuốt dưới Sa Đéc cho nó xa xôi. Ở đây thì rất nhiều loại hoa đẹp phong phú, đủ loại màu sắc sặc sỡ đấy, như mọi người thấy đấy. Thì check in ở đây thì là trước Tết, trong Tết và sau Tết, đâu cần phải đi đâu xa. Bây giờ là chỉ cần đi xuống bến đò, bến phà Cái Dùng đấy, đi qua bến phà Cái Dùng, cái tiền vé thì đâu khoảng 5-6 ngàn cho một người và một xe đa đấy. Thì khi sang tới bờ bên kia thì đi lên, ngược lên phía Bắc An Hòa đấy, là khoảng một cây số thôi, đúng rồi, chỉ khoảng một cây số thôi. Vì cái chỗ này thì nó hơi hẻo lánh một tí, nhưng mà lại nằm sát ngoài bờ sông Hậu đấy, thì hỏi bà con ở bên đường người ta sẽ chỉ cho. Rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn, có thể chụp hình đám cưới này, rồi chụp hình sống ảo, ngồi sống ảo đây thì là khỏi phải bàn rồi, đẹp lắm. Bởi vì là nó có những cái cảnh ở vùng nông thôn này, xung quanh nó thì có những cái cây bạch đàn xà cừ đấy, rồi thì đây là sông Hậu đây, rất nhiều những cái tàu buôn đậu ngoài kia. Nếu mà ai mà có tay tay nghề mà chụp hình ấy, chụp mà lấy được những cái hình nền các cái con tàu neo ngoài sông ấy, rồi phía bên dưới kia là mờ mờ xa xa thì vẫn nhìn thấy cầu Vàm Cống, đẹp lắm. Sát những cái dặm cây thì có những cái chòi để coi bông, có thể các cái đôi trai gái có thể là lấp ló ở trong này mà chụp cái kiểu gọi là một túp lều chanh hay quả tim vàng, đúng rồi. Rồi thì có thể chạy nhảy ở đây quay clip với cái chủ đề gọi là cái gì, đuổi hoa bắt bướm mà, đúng rồi, đuổi hoa bắt bướm, đẹp lắm. Thì ở đây thì là cái vùng nông thôn, nó cũng hẻo lánh thôi, cho nên là người ta không có thu tiền check in đâu, mà ví dụ như vào đấy thì có gặp người ta thì cũng chỉ cần xin vào quay phim chụp hình thôi, và làm sao đó đừng có hư
bông hoa của người ta là được. Thế thôi. Sau thì mình sẽ nói là có thể check in ở đây trước Tết, trong Tết và sau Tết đều được. Là vì ở đây thì bông hoa là trồng rất là phong phú để mà bán trong cái dịp, ví dụ như ngày mai thì cũng ông công ông táo này, rồi dịp Tết này, rồi dịp mà hạ niêu này, rồi thì cái dịp gì rằm tháng rằm tháng riêng nhỉ, đúng rồi, rằm tháng riêng, rồi dịp gì nữa nhỉ, và nhất là cái dịp 14 tháng 2 hả? Valentine đó, ngày lễ tình nhân, đúng rồi. Thế thì mọi người có thể đến đây check in rất là tuyệt vời. Và bây giờ thì hãy cùng với mình đi xuống xem cận cảnh những cái bông hoa ở đây cho nó đẹp cỡ nào. Thank you.
mình cũng xin kết thúc video và nói lời chào tạm biệt mọi người. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và chúc mọi người có một cái Tết Nhâm Dần 2002 thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và may mắn. Thank you. Bye bye.